Chào mừng các bạn đến với channel của mình, và mình là Slenderman đây. Ok, và ở cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này cực kỳ là đặc biệt ở trong Minecraft đi nha các bạn. Và mình xin nói với các bạn, đây là một cái ngôi nhà tàn hình. Ok, các bạn biết ngôi nhà tàn hình chưa? Đây, thì ở đằng sau mình, ngay cái chỗ đằng sau mình là một cái con nhà tàn hình. Thì nó đã tàn hình rồi, các bạn không có thấy gì đâu. Và nhờ sử dụng những cái nút ở gần đây, mình sẽ làm cho nó có chung là xuất hiện ra cho các bạn thấy. Thì hiện tại bây giờ nó đang tàn hình rồi, các bạn không thấy gì đâu. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển lại góc nhìn và let's go. Thì ok, đó, chuyển lại góc nhìn cho các bạn xem. Ok, thì ở đây là cái map thôi. Ok, thì cái map này có tên là gì nãy rồi. Đây, cái tên của nó đây, thì mình sẽ cho các bạn xem là Set Building Mansion. Ok, thì mình đặt nó là cái ngôi nhà tàng hình cho nó hay ha các bạn. Ok, và đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ, đây, cái căn nhà tàng hình của chúng ta sẽ nằm ở đây nè. Rồi nha các bạn. Ok, nằm ở đây nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái hiện trường của nó. Hiện trường làm sao để xây được cái ngôi nhà này cho các bạn coi trước. Sau đó là, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống cái hiện trường của nó. Đây, thì cái hiện trường của nó đây là, ở đây chúng ta sẽ có một cái modern house ở trong đây ha. Và ở đây sử dụng comment block rất là nhiều, và mình sẽ thử coi. Wow, đây là sử dụng những cái comment block nè, rất là nhiều các bạn không. Thế giới comment block luôn á. Đó. Wow, ở đằng kia có gì kìa? Một cái hố lava. Không phải. Cái này là, wow, một cái rừng bí ngô luôn các bạn. Ok, ok, mình sẽ quay lại để tránh người. Ui trời, mình sợ là, ok, chúng ta sẽ không có đi vào ngôi nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái nơi hồi nãy. Đâu rồi, đây, bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ trở lại cái nơi hồi nãy. Và sau đó là chúng ta sẽ cho cái ngôi nhà hiện lên nha các bạn. Ok, thì mình đã trở lại cái chỗ nãy nè. Ha, quen thuộc quá đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho cái căn nhà để xuất hiện. Ok, cái căn nhà đang tàn hình đây nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ nó sẽ xuất hiện ngay chỗ này. Và các bạn sẽ thấy rất là bất ngờ nha. Ok, mình sẽ bấm vào chữ Build. Bên đây là cái chữ Complex. Mình sẽ bấm vào Build và các bạn sẽ thấy. Và bạn sẽ đợi một thời tí nữa. Ok, chuẩn bị bắt đầu. Chuẩn bị bắt đầu đây. Wow. Oh my. Các bạn thấy nè. Wow, nó đang tự xây nữa các bạn. Wow, thấy không các bạn, thấy không? Đó, căn nhà đó bắt đầu hiện ra. Wow, đang bắt đầu là lót sàn nè. Xây nhà. Một cái modern house. Wow, cái con bò nó bị đóng dính lên đó luôn rồi. Wow. Nói chung là mình cũng không có biết là phải nói như thế nào nữa. Và mình đang thực sự rất là phái căn nhà này. Ok, còn cái này là cái gì ta? Mình bấm luôn coi thử coi. Wow. What the fuck? Các bạn thấy gì không? Không thể tin được. Căn nhà này nó tự biến mất luôn. Wow, nó tàn hình rồi các bạn à. Các bạn thấy không? Đây là cái nút là giúp cho cái căn nhà nó tàn hình nè. Còn này là cái nút để cho căn nhà hiện ra nè. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây lại nha. Các bạn hãy nhìn kỹ nha, rất là hay nha. Cái này mình thật sự mình thấy rất là hay. Bắt đầu căn nhà sẽ hiện ra. Đó. Có một cái hàng rào xung quanh. Và nó sẽ chạy dài ở đây. Các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Wow, mình đang rất là thích cái căn nhà này. Oh my god. Cái căn nhà này là thật sự là tuyệt vời luôn các bạn. Oh shit. Rồi, ok. Đó. Phải không? Không thể tin được cái căn nhà lại hiện ra trước mắt mình. Không thể tin được. Ok, bây giờ mình sẽ khám phá cái căn nhà này coi. Nó còn hoạt động như thế nào nữa ha. Tất nhiên là căn nhà này sẽ là tự động rất là nhiều rồi. Chẳng hạn đây là open là mở nè. Đóng nè. Con bò. What? Mày bị nhốt trong đây hả bò? Bò ơi, bò. Đó đi rồi. Ở đây là mở đóng nè. Ok, mình sẽ mở cái gara này ra coi. Wow. Ở trong đây là cái gara xe nè. Ở đây là sẽ có sức mạnh nè các bạn. Mình sẽ có sức mạnh nè. Trời tối nè. Không, nhìn trong bóng tối chứ lộn. Nhảy nè. Rồi speed chạy nhanh. Ở đây là clear, là xóa mọi thứ. Ok, thì mình sẽ lấy thử cái trend này và cái nhìn trong bóng tối nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra. Và chúng ta sẽ đóng cái cửa lại.
Đó, 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 trời ơi, căn nhà này tuyệt vời. Cái coi còn chỗ nào nữa không? Mình sẽ đi sơ vào xung quanh ngôi nhà để cho bạn xem. Căn nhà này là một cái modern house rất là đẹp. Ok, một cái modern house nha các bạn. Quá là đẹp luôn. Không thể tin được là một cái modern house này xuất hiện ở đây. Oh fuck, không thể tin được. Ok, mà mình đã đi sơ qua ngôi nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào ngôi nhà nè, chúng ta open nè, mở cửa nè. Đóng nè. Wow, thật sự là những cái này sử dụng bằng comment block không các bạn, chứ không phải là sử dụng redstone đâu. Rất là hay nha. Wow, ở đây sẽ có là this button will kill every animal. Nó đây là cái nút là giết tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả mọi loài vật xung quanh ngôi nhà này. Thì giờ nó con bò thôi, con gà nha, ví dụ có con gà đằng kia nha các bạn. Ok, mình sẽ thử bấm nút này coi. Oh shit, không không chết. À, con bò chết nè. À, trong phạm vi cái ngôi nhà này thôi nha các bạn, chỉ là giết những cái con vật nào trong xuất hiện trong phạm vi ngôi nhà này. Nói chung là giết zombie này nọ đó. Nhà này rất là hay. Còn cái nút này là gì đây? Wow, cái nút này. À, đóng mở, đóng mở. Ở đây có một cái bàn chế tạo được giấu. Ê, phải, cái bàn enchant. Được giấu đây nè. Wow, rất là hay nha. Wow, hay thiệt, hay thiệt. Còn cái này là PVP with PVP. Oh my fuck. Wow, ở đây có những cái đồ PVP nè. Rồi mình sẽ cắt vào. Ok. Wow, mình bấm vào đây là nó sẽ cho mình một cái kit PVP rất là hay. Mình sẽ mặc đồ vào nè. Áo vào nè, quần vào nè. Ok. Thôi bỏ đi, không có mặc. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục nè. Wow, khám phá. Cái này là cái gì đây? Cái máy tự động lấy đồ các bạn, mình có thể lấy được những cà rốt nè, dưa hấu nè, rồi bánh bánh nướng nè. Ô trời ơi, quá đã luôn các bạn ơi. Ok, tiếp theo nào, căn nhà này thật sự là đầy đủ tiện nghi. Ở đây có cái ghế nè. I'm so sorry, mình lỡ phá cái nhà này rồi. Sao mình còn cái ghế này là sao ta? Có thể là sẽ không là làm gì, không có làm gì hết. Cái này là cái gì đây? Cái đèn hả? Cái này là mình có thể lấy được hoa nè các bạn. Ở đây mình sẽ lấy được. What? Ở đây mình bấm vô hoa nó có cái gì không ta? Mình tưởng mình bấm vào. Đâu, mình sẽ thử trời tối nha. Time set night. Rồi trời tối rồi và mình đang nhìn trong bóng tối đúng không? Mình sẽ vào đây và mình sẽ clear hết những cái này để cho các bạn thấy được cái căn nhà này sau khi mình sử dụng cái low stone nữa các bạn. Rất là hay nha. Rồi ok, nhà này đang ok. Đây có thể có sử dụng mà tắt mở này nha. Tắt đèn. Căn nhà này trở nên u ám hẳn luôn các bạn. Mình sẽ đóng cửa lại. Shit. Đây mở đèn nè. Ở đây. What? À, đây là cái những cái chỉnh trời tối nè, trời sáng nè. Chẳng hạn như cái này là mặt trời đúng không? Chỉnh trời sáng nè. Màu đen cục than là một trời tối nè. Cái này là clear weather. À, đây là day night. Rồi 10 level. Cộng level cho mình sinh tồn nè. Đó, cộng level cho mình. Ok, và ở đây là reality nè. Wow, căn nhà rất là hay các bạn. Mình rất thích cái này nè. Đó, trời ơi. Ok, thì nãy giờ các bạn đã xem được cái căn nhà tàng hình này rồi và không biết là các bạn thích căn nhà này không, chứ mình thực sự là mình rất là thích luôn. Và các bạn nào thích giống mình á thì hãy comment ở dưới nha các bạn. Ok, thì căn nhà này trời ơi quá đã luôn, để mình chỉnh là trời sáng thôi. Rồi ok, căn nhà này là quá đã rồi, mình rất là thích căn nhà này đó, cho các bạn xem một lần nữa. Ok, và cảm ơn bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn thích video thì đừng quên để lại một like và một đăng ký cho mình, đừng để giúp mình đạt được 100.000 người đăng ký trong thời gian sớm nhất. Thì mình mong là trong cái tháng này mình sẽ có 100.000 người đăng ký để nói chung là góp vui vui vẻ vui cùng các bạn thôi. Ok, và bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Ok, mình sẽ dẹp căn nhà đi. Chà, bye bye nha.